Sám văn: vì sao chúng sinh ở trên núi dao, rừng kiếm, hễ chạm vào đâu thì liền bị cắt đứt, thân thể tay chân đều bị chặt, cắt, đau đớn khổ sở không cùng. Phật nói: đời trước họ làm đồ tể, nấu giết chúng sinh, băm vằm, chặt cắt, khiến cốt nhục phân ly, đầu chân một nẻo, còn treo thay vật lên cao, cân lượng mà bán. Hoặc vừa treo vừa xẻo thịt sống bán, khiến chúng sinh thống khổ muôn vàng. Vì tội này nên bị như thế. Giải thích: tại chợ, chúng ta thường thấy thịt các loài trâu, bò, heo, dê bị giết được treo lên, đầu chúc xuống. Trên thớt thịt luôn có dao, búa chặt, băm, cần bán. Bên cạnh còn bày la liệt nào là huyết, tim, gan, phèo, phổi, thận, thảm đến không nỡ nhìn. Tôi nói vậy là theo tâm trạng của người hiểu đạo, đã tỉnh ngộ trong hiện tại. Chứ hồi xưa, khi chưa tin Phật, chính tôi cũng là một trong số khách hàng mê ăn thịt. Hễ vào đây là lo chọn lựa cho mình miếng tươi ngon trước nhất. Bây giờ nhớ lại cảnh mình ăn nuốt ác độc, bởi mua thịt về xong, chúng ta ai cũng phải dùng dao chặt, băm mà. Ta khiến chúng xương cốt phân ly, đầu chân đứt đoạn. Động vật và người giống nhau, đều có chung cảm thọ thống khổ, cũng buồn, thương, giận, ghét, tương đồng y hệt. Chỉ vì chúng không thể nói như người và mang hình dáng thấp kém thì phải bị con người ăn nuốt hay sao? Những bạn đồng tu còn đang ăn thịt của tôi ơi, nếu không ngại, xin hãy ăn chay một tháng thử xem. Hãy vì động vật mình đã ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng một tháng và kiểm xem trên thân bạn có chuyển biến gì không. Phải hiểu là thần thức con vật sau khi chết đi cũng giống như chúng ta, đều biết phân biệt, nhận thức thiện ác, cũng có nỗi niềm rung cảm hệt như con người vậy. Khi chúng ta thành tâm hối lỗi và tụng kinh cầu cho chúng, tất sẽ được chúng tha thứ. Xin kể câu chuyện. Ở Quảng Đông có một cô gái thông minh xinh đẹp, vừa lấy bằng thạc sĩ và giành được học bổng đi du học bên Mỹ. Nhưng do bị bệnh ghẻ lở mà phải quay về nước. Nhưng y viện trong nước cũng bó tay hết cách, không thể chữa. Lúc gặp tôi, cô khóc thống thiết. Tôi chỉ khuyên cô nên ăn chay và hãy vì những chúng sinh mình ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng, cầu cho chúng là những động vật từng bị cô sát hại thống khổ. Cô cũng phải sám hối tội hay nóng giận gây cãi với ba mẹ nữa. 2 tháng sau, tôi gặp lại, thấy cô đã lành bệnh, đang chuẩn bị qua Mỹ học. Khoảng nửa năm sau, tôi nhận được tấm hình chụp cô đang lãnh bằng, tay cầm bó hoa tươi. Tôi thật mừng cho cô. Hy vọng mọi người đều có thể tụng kinh Địa Tạng, vì đây là bộ kinh vi diệu không thể nghĩ lường. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.